Thưa đại chúng, Pháp Hòa có đọc một cái câu chuyện. Thì câu chuyện rất là ngắn, nhưng mà nó cũng là một cái bài học cho chúng ta. Câu chuyện kể là có một cái ông đó, ông rất là cưng cái chiếc xe của ông. Đi đâu về rồi là ông đều chùi rửa chiếc xe của ông một cách rất là kỹ lưỡng. Thì cái hôm đó, sau khi chùi chiếc xe xong rồi thì ông bước vô trong nhà, ông đi tắm. Thì khi mà ông bước ra thì ông thấy thằng con trai của ông đang lui cui dùng một cái viên sỏi mà có cái khía cạnh hơi nhọn, nó cà trên cái sơn xe của ông. Thì trong khi mà nóng ruột chiếc xe đó, ông tức quá. Thì ông mới đến ông, lúc đó xung quanh ông là có cây, có gậy, có gì, là ông đánh thằng nhỏ tới tấp. Mà nhất là ông đánh vào cái bàn tay của nó, bởi vì cái bàn tay nó là cái bàn tay đã làm hư chiếc xe của ông. Thì ông đánh một hồi, thì lúc mà cơn giận quá thì đánh như vậy, thì lúc đó đứa nhỏ nó khóc và nó nói: ba ơi, mấy ngón tay của con bây giờ nó còn dính lại được không? Là tại vì ông đã dùng những cây sắt ông đập cái bàn tay nó, sao mà bây giờ một hai ngón tay nó rụng ra mà ông cũng không có biết. Thì khi mà nghe cái lời nói đứa nhỏ nó nói vậy thì ông mới giật mình, ông nhìn lại á, thì một ngón tay của nó đã mất rồi. Thì ông mới tức tốc ông chở nó vô trong bệnh viện, và đứa nhỏ mất ngón tay. Thì khi mà chữa băng bó đứa nhỏ rồi thì chiều hôm đó ông trở về, thì ông mới tức là ông đã nóng quá vì của mà đánh con. Ông nóng quá thì ông mới đến chiếc xe đó, ông đập chiếc xe, ông đập cái cửa, ông giống như ông trách là tại mày, tao mê mày mà tao đánh con tao, thí dụ vậy. Thì khi đó ông mới đến gần cái cửa mà chỗ đứa nhỏ nó cà cái sơn đó, thì ông mới thấy rằng nó đã dùng cái viên sỏi có cái khía cạnh nhọn, nó khắc lên mấy chữ là: bố ơi, con thương bố lắm. Quý vị có hiểu được câu chuyện không? Thì qua cái câu chuyện đó đó, thì người ta mới nói rằng á, có nhiều khi trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta vì một chút của cải mà chúng ta đánh nhau, chúng ta ruồng bỏ nhau, rồi chúng ta làm tổn thương nhau. Nhưng mà không phải chỉ của cải, đôi khi có những người không vì của cải đánh người, mà vì cái tự cao tự đại, hay nói một cách khác là vì cái tự ái của mình mà đôi khi mình đánh người cũng có. Có phải không? Tức là nhiều khi hàng ngày mình giao tiếp với nhau mà người ta chạm cái tự ái của mình, thì do cái chạm cái tự ái đó, tự ái đó nó là một cái self, một cái ngã của mình, một cái ta của mình, thì mình cũng có thể đánh người, mình cũng có thể làm tổn thương người, mình cũng có thể làm cho người thân của mình. Hồi nhỏ đó, chính mắt Pháp Hòa thấy một cái cô đó, cô giận đứa con của cô, mà cô đang nấu cơm, mà quý vị nhớ Việt Nam mình chụm lửa bằng mấy cây củi đó, mà cô lấy nguyên cái cây củi đang cháy phần phần này nè, cô lụi vô cái tay của đứa con. Thì mà khi mà cái cơn nóng nó đã qua rồi đó, thì cái đứa nhỏ đó vĩnh viễn nó bị cây rút thịt, rút da ở cái cánh tay của nó. Đến bây giờ nhắc tới đứa nhỏ đó trong đầu và vẫn còn nhớ cái hình ảnh mà cái tay nó bị da nó trùng lại do cái cơn phỏng đó. Rồi có nhiều khi mình giận á, mình có một cái gì sẵn trong tay, mình phan cái người con hay mình phan một người thân của mình, thì cái vết thẹo đó nằm ở trên cơ thể của đứa nhỏ đó. Và cứ mỗi một lần mà nó nhìn cái vết thẹo đó đó, thì nó nhớ cái gì? Nó nhớ cái hình ảnh hung dữ của cha, của mẹ hay của mình đã đánh nó như thế nào. Ở dưới gót chân Pháp Hòa đó, Pháp Hòa có một cái thẹo. Và cái thẹo này thì không do ai đánh mình hết á, mà do hồi nhỏ ham đi giật vàng.
Quý vị nhớ Việt Nam mà mỗi lần cúng cô hồn rằm tháng 7 đó, là người ta thảy kẹo thảy bánh ra đường nè, rồi con nít thì nó đi giật. Thật ra thì mình chẳng đói khát gì, nhưng mà đối với con nít là cái đó là nó vui dữ lắm. Thì Pháp Hòa nhớ có một bữa đó người ta cúng ở nhà người ta, thì người ta sắp sửa liện kẹo ra sân, thì mình đứng mình chụp. Quý vị thấy không? Mình thủ thế mình chụp. Thì ở cái con đường đó đó, do sình bùn cho nên người ta mới lấy một số những cái tấm thiết người ta lót lên. Mà thiết mà do sình bùn nó gặp đó, thì nó xét. Pháp Hòa lùi lùi làm sao thì cái miếng thiết đó nó cắt cái gót chân Pháp Hòa, mất một miếng thịt mà nó cái miếng thịt đó nó lóc ra bên ngoài như vậy nè. Rồi cái tới hồi mình thấy sao đau đau mà nhìn xuống thì máu mà nó mình thấy mỡ luôn á. Mà quý vị biết không, Pháp Hòa sợ quá, Pháp Hòa lấy cái tay Pháp Hòa lắp cái miếng thịt đó lại. Lắp miếng thịt đó lại rồi chạy về nhà. Thì do cái mình bị thương mà mất máu như vậy đó, Pháp Hòa mới lấy dầu và đắp vô, thì giống như mình bị mệt á, mình ngủ. Nói ngủ chứ giống như xỉu vậy đó. Mà không dám nói cho gia đình biết, sợ bị ăn đập. Tới hồi mà tỉnh dậy á, thì quý vị biết Pháp Hòa nói làm sao. Mẹ ơi mẹ, nếu mà mình á, bạn của con nó bị thương á, bây giờ mình giúp bạn của con, mình có dầu gì mình giúp không? Nhưng mà mẹ mình thì phải hiểu mình ơn ai ơn ai hết. Thì Pháp Hòa nhớ mẹ Pháp Hòa hay bà ngoại Hòa gì đó mới nói rằng: mày bị thương phải không? Thì lúc đó bị dò một cái lúc đó mình mới dạ. Thì bây giờ ở dưới gót chân nó vẫn còn cái thẹo đó. Và cho đến bây giờ đó, mỗi lần mà mình nhìn cái chỗ thẹo đó là mình nhớ hết cái hình ảnh của mình đi chụp làm sao, rồi bữa đó là bao nhiêu đứa, rồi ở cái nhà nào mình nhớ. Thì Pháp Hòa nói như vậy thì cũng giống như Pháp Hòa cảm thông. Trong cuộc đời này chúng ta có rất nhiều những vết thương do những người thân của chúng ta làm chúng ta bị thương. Có khi cái vết thương đó không phải là do dao gậy, nhưng mà vết thương đó qua một lời nói, vết thương đó qua một hành động, mà nó hằn ở trong cái trái tim của mình mà nó không có mất. Vì vậy mà cho nên Đức Phật dạy chúng ta, giữa con người với con người giao tiếp với nhau hàng ngày, cái lời nói nó rất quan trọng, cái hành động nó quan trọng, cái suy tư nó quan trọng. Mà đạo Phật dùng ba từ: thân, miệng, ý. Còn nói theo cái tiếng trong kinh điển là thân, khẩu, ý. Còn mình nói theo tiếng Việt cho mình dễ hiểu là hành động, lời nói, ý nghĩ. Mà cái ý nghĩ là quan trọng, bởi vì cái ý nghĩ nó dẫn đến hành động, ý nghĩ nó dẫn đến lời nói. Vì vậy mà tại sao nhà Phật đề cao vấn đề tịnh tâm? Bởi vì khi chúng ta tu tập mà tâm chúng ta tịnh được rồi, thì lời nói chúng ta sẽ bắt đầu có sự tịnh, hành động chúng ta bắt đầu có cái tịnh. Còn nếu như cái miệng mình nó đi trước cái đầu, tức là giận là nói không cần suy nghĩ, giận là hành động mà không cần suy nghĩ, thì nó nguy hiểm lắm. Cho nên ai mà nói tu tâm là cả một vấn đề. Tu tâm là một quá trình tu, chứ không phải là chuyện đơn giản. Hành động, lời nói, nó đều căn cứ vào cái suy nghĩ của mình. Mà đạo Phật dùng cái từ là tu thiền. Tu thiền là dừng lại những vọng động, nhìn sâu vào từng lời nói, việc làm của mình. Stopping and reflecting. Đó là cái cách sống của mình. Trước khi nói, dừng lại vài giây, coi coi mình có cần nói không, có nên nói không. Trước khi hành động, dừng lại vài giây, nhìn lại. Reflecting là quán chiếu lại
nhìn trở lại. Không cần nói tu thiền, mà mình tu thiền trong mỗi giây mỗi phút của cuộc sống. Có nhiều khi có những cái nó đã qua rồi, thì bây giờ mình làm sao? Có những cái nó đã hư cũ rồi, mình phải làm sao? Thì vậy cho nên ở trong một cái gia đình đó, không phải là cha mẹ cho con ăn uống đầy đủ chấm hết. Mình cho con cái ăn uống đầy đủ, mình mới nuôi được nó cái vật chất thôi, mà mình chưa nuôi được con cái tinh thần. Hôm rồi có hai Phật tử làm đám cưới cho con, và vì cái lễ không có làm ở chùa, tại vì theo người Việt mình thì cũng cái chuyện mà đưa về chùa thì cũng chưa có phổ thông lắm. Bây giờ từ từ Phật tử mình biết thôi, nhưng mà ít có người. Thì hai vị này mới khuyến khích đứa con là đi lên chùa gặp thầy. Thì Pháp Hòa có nói với hai em rằng ngày hôm nay hai con tới đây để thăm thầy như một gia đình, chứ không phải là lên nghe thầy giảng đạo. Bữa đó là pha trà và thầy trò ngồi uống trà với nhau. Vì em nó đi chùa từ nhỏ, từ hồi nó 4-5 tuổi, mà bây giờ nó 30 tuổi nó lấy vợ. Và quý vị biết mấy năm gần đây là các em mà ngày xưa Pháp Hòa dạy nó tiếng Việt, dạy nó Phật Pháp, hồi nó 5-6 tuổi, 7-8 tuổi, 9-10 tuổi là bây giờ bắt đầu nó lớn. Đứa nào cũng là 30 hai mấy, từ từ là có vợ có chồng hết. Mà em nào nó cũng đi về chùa, dù nó không làm lễ nhưng mà nó vẫn về, nó thăm Pháp Hòa và nó giới thiệu. Thì có một cái em đó đó, nó đi học tiếng Việt ở chùa nè, nó đi gia đình Phật tử nè, nó người Tàu. Rồi vô đây thì nó học tiếng Việt thì cũng khó khăn cho nó lắm. Rồi nhiều khi rồi nó nói không được thì bạn cười, nít với nhau mà. Nhưng mà khi đi vô lớp là lúc nào Pháp Hòa cũng là cái người mà quan tâm tới nó, tại vì nó là cái đứa mà không biết tiếng Việt. Mà nhiêu đó thôi mà nó nhớ. Tới bây giờ là đi làm y tá, đi làm y tá ở nhà thương, bệnh viện. Mà cứ vài ba tháng là chạy về chùa một lần thăm. Lâu lâu nó tới chùa vậy nó mua cho Pháp Hòa ổ bánh mì. Thật ra thì cái ổ bánh mì đó nó không bao nhiêu, nhưng mà nó nói lên được cái tình của nó đối với thầy. Vì vậy cho nên á, một cái gia đình thì Pháp Hòa có nói với các em rằng con có biết ngày hôm nay là cha mẹ con vui, vì cái sự thành công của cha mẹ không phải là con giàu có, mà thành công của cha mẹ là con khôn lớn nên người, có học và con được sống một cuộc sống an lành. Đó là sự thành công của cha mẹ. Thì Pháp Hòa nói như vậy rồi, quý vị nhìn, quý vị kiểm lại có phải đó là cái tâm nguyện của mình không? Mình khi mình thấy con mình khôn lớn, có học, có ngành nghề, không đi lạc sai đường, đó là sự thành công của cha mẹ. Pháp Hòa mới nói là một cái successful của cha mẹ không phải là một cái business. Cái successful của cha mẹ đó là khi thấy con mình sống một cuộc sống an vui, lành lặn, không đi sai đường. Còn nếu mình có nhiều tiệm, mình có nhiều cửa hàng, mình có đầy đủ những cái cơ sở, nhưng mà gia đình mình không có hạnh phúc. Cái điều đó quý vị xem phim bây giờ nhiều lắm. Có những cái xã hội bây giờ nó đang ở trong cái tình trạng như vậy đó. Cho nên người ta đưa ra những bộ phim, đưa ra những cái đạo lý sống, đóng góp một phần vào cái vấn đề giáo dục qua phim ảnh. Vì vậy mà bây giờ các chùa cũng bắt đầu làm phim, làm nhạc, làm kịch, nó có tính chất là giáo dục, nhưng mà qua con đường nghệ thuật, âm nhạc.
cái gia đình khác, cái nhà khác. Cái nhà là gạch, là xi măng, là gỗ đóng lên thành cái nhà. Còn cái gia đình đó là có cha có mẹ, hiểu nhau, ăn cơm với nhau, thông cảm với nhau, còn nói chuyện được với nhau là gia đình. Cũng giống như mình nói cái chùa khác, cái đạo tràng khác. Hôm nào qua giảng đó, cái chùa nè, cái này là cái chùa nè đó, có gạch, có xi măng, có gỗ, có cửa gì đó, vô ở trong này kêu ở chùa. Nhưng mà đạo tràng á là nó nằm ở trong cái chùa. Đạo tràng là khi nào con người sống mà có đạo tình, đạo tâm với nhau thì đó là đạo tràng. Còn sống mà không có đạo tình, không có đạo tâm, gặp nhau là thấy mít thì chỉ đi chùa thôi chứ không có ở trong đạo tràng. Cũng giống như về nhà người tô cơm là mạnh góc người ngồi, người nào cũng hát bài riêng một góc trời, thì nó chỉ là cái nhà thôi, nó không phải gia đình. Gia đình là phải có ăn cơm chung. Đức Phật á, quan tâm tới đời sống của cư sĩ nhiều lắm. Đức Phật ngoài những cái kinh điển, những bài pháp dạy cho các thầy cái cách tu để giải thoát theo cái đời sống xuất gia, Đức Phật còn nói rất nhiều những bài giảng liên hệ tới đời sống gia đình. Rất là nhiều chứ không phải là một hai bài. Mà có đọc những cái bài kinh đó rồi mới thấy Đức Phật quan tâm tới đời sống của cư sĩ. Tại sao? Vì cư sĩ chiếm phần lớn, đúng không? Người tại gia là chiếm phần lớn mà, còn các vị xuất gia phần nào thôi. Mà cái đời sống của cư sĩ ở ngoài đời nó còn phức tạp hơn ở trong đạo nữa. Tại sao? Trong đạo là bất quá nhiêu đó thôi, còn mình ngoài đời là thôi quen biết nè, rồi tạc thù vãng lai. Vãng lai thù tạc đó là sao? Tới lui quà cáp đó. Thí dụ như tiệc là phải mời người này, mời người này cũng mời người kia, người ta buồn. Mà mới quen sơ sơ mà mời á, thì người ta nói mới quen cũng mời, mà không mời thì người ta trách, nói không mời khổ lắm. Cho nên ngoài đời đủ thứ. Cho nên Phật đưa nhiều bài kinh giảng cho cư sĩ. Hôm nay Pháp Hòa trích một đoạn Đức Phật nói một cái bài pháp ngắn cho cư sĩ. Bốn cái pháp làm sao để cho cái gia đình mình nó hưng thịnh. Mình muốn có được một cái gia đình hưng thịnh mà Đức Phật gọi trong kinh là bốn gia thịnh pháp. Gia là nhà, gia thịnh tức là ngôi nhà hưng thịnh. Điều thứ nhất là biết tìm cái đã mất. Có thể ngày xưa mình có mà sao giờ mình không có nữa. Thường thường á, cái người Việt Nam mình đã sống á, mình gọi nhau theo tuổi tác. Hồi mới bắt đầu quen á, là ấy không mà chưa biết tên. Tới hồi biết tên rồi xưng tên, rồi tới hồi mà còn trẻ vợ chồng là anh em, rồi tới hồi mà sống với được một đứa con là kêu má con Thúy, ba thằng Tèo vậy đó, phải không? Rồi tới hồi mà hơi sồn sồn chút là mình, tới già chút là ông với bà, ông với tôi. Rồi bây giờ cái chuyện romantic hết chuyện để nói rồi bắt đầu gây. Thường thường tuổi già là gây không chứ ít có nói chuyện romantic giống như hồi đó lắm. Bữa đó Pháp Hòa đi thăm hai ông bác, hai bà, hai người. Thì ông cụ năm nay 85 tuổi, bà cụ 84, thì bà bệnh, bà nằm ở bệnh viện. Thì Pháp Hòa hay tin là Pháp Hòa vô thăm. Cái thì ông vô thăm, cái thì cái bữa đó tình cờ Pháp Hòa tới thì ông cũng đi vô luôn. Mà ông đi vô thăm mà bà không vui. Biết bà nói làm sao? Tới làm gì vậy cha nội? Cái Pháp Hòa tự nói Pháp Hòa chứ bị nói lên thôi. Pháp Hòa nói dạ thì hay tin vô thăm, cái bà nghe bà giật mình, nói dạ không phải nói thầy, nói cha nội này.
Bởi vì tại sao không? Là vì bà quan tâm, bởi vì ngày hôm đó là trời mưa, bà nói ổng đi như vậy ổng trúng mưa, vì ổng đi xa bớt ổng trúng mưa không cho đi. Rồi cái sẵn cái bà mượn cớ bà bệnh bên đây, tôi bệnh sắp chết rồi, tôi nói mấy điều ông nhớ, đừng có ăn trao nữa nghe không. Tức là bình thường nói ổng không nghe. Bữa nay mượn cớ bệnh, sẵn đang nằm bệnh viện, giáo hóa ông luôn, ông đừng có ăn trao nữa nghe không. Thì mấy đứa con nó mới nói, ba ơi ba nhịn má một chút đi. Bà nói gì, bà nói đây, tao cũng nhịn chứ, nhưng mà bà nói hoài tao phải cãi chứ, mà hình như không cãi không vui mẹ ơi. Thì có bữa khác có gặp ông thì biết ở chùa với ông, có bà mới nói ôi thôi, bữa đó lên chùa bà mới khen cái với ông nói làm sao. Ông nói thầy ơi, hồi trẻ sao mà dễ sống chứ bây giờ già đáng lý là phải sống vui vẻ chứ sao giờ biết sống làm sao. Ông Pháp Hòa nói bà cụ làm thức ăn, ông đi xuống phụ. Ông nói đâu bộ đơn giản như thầy nghĩ hả. Tôi đi xuống từ phụ sớ đó sớ đấy. Bà nói cha nội đi chỗ khác. Một lát tôi đi chỗ khác rồi cái thì bà làm cực có, bà nói cha nội ngồi coi tivi hoài không thấy phụ. Cho nên thầy nói, bà ông mới nói thầy thấy tôi cũng khó sống không. Nhưng mà cái chuyện đó là cái chuyện của tuổi già, đúng không? Rồi quý vị biết không, đừng có tưởng á, là ở nhà vậy ngang, thậm chí bây giờ vô nhà dưỡng lão cũng y chang. Nếu hai ông bà còn á, là cũng gây. Còn nếu không á, là biết không, gây với hàng xóm. Xuống ngồi ăn chung bốn người bàn cũng gây. Không có gì, khiều quẹt một chút vậy thôi. Chén của mình không ăn, lấy cái muỗng múc chén người ta ăn. Chứ không có gì quan trọng, nhưng mà khiều quẹt chút vậy đó. Rồi cái xong rồi bữa nào buồn buồn cái chỉ vô mặt, nó tao không thích ngồi chung với. Thế là y tá phải dọn chỗ. Lâu lâu bà xuống và thấy chỗ dời hoài. Thấy cái tên đó bữa nay, mỗi lần ngồi đây bữa nay sao dời, nói bữa nay có chiến tranh. Rồi vài bữa lại nhớ nhau rồi đi về tiếp. Thế quý vị mới thấy là cái đó là cái của tuổi già. Mình hiểu để làm chi phải không? Để mai mốt mình có già vậy mình thông cảm. Nhiều khi bây giờ chưa già mà bắt đầu tập gây rồi đó. Tập gây sẵn không? Có nhiều khi Pháp Hòa chọc và nói thôi hôm nào á, khỏe đó gây nhớ bấm máy không? Bữa nào mệt không gây được mở máy ra cho nó vui. Bây giờ cái điều thứ nhất á, là mình biết tìm những cái đã mất. Có thể trong gia đình mình ngày xưa đã có những cái hạnh phúc, những cái an vui mà tại sao bây giờ không còn. Có một Phật tử, hai anh chị có một đứa con thôi. Thì một hôm mới gọi Pháp Hòa nói chuyện, thì Pháp Hòa có hỏi thăm đứa nhỏ. Thì nói dạ lúc này nó cũng lớn, và tụi con đi làm đêm ngày nào cũng tới khuya. Thì trước khi cúp phone Pháp Hòa có nói một câu, Pháp Hòa mới nói làm gì thì làm, nhớ cho giờ đứa nhỏ một chút. Quý vị biết khi mà con nó lớn á, mà con mà nó 13, 14 tuổi là nó không còn đeo mình như hồi nó còn nhỏ nữa. Bây giờ nó thích ở trong phòng một mình, nó thích nói chuyện với bạn, và thậm chí nó không buồn trả lời mình nữa. Mình hỏi nó nhiều khi nó không muốn trả lời nữa. Hỏi nó 3, 4 lần nó mới trả lời mình được một câu. Vì vậy cho nên khi nó còn nhỏ đó, cái thời gian mình còn quấn quýt được bên nó, cứ tận hưởng. Vì khi nó lớn lên rồi, không phải là nó muốn, mà tại vì cái tuổi nó như vậy rồi, cái xã hội nó train cái đứa nhỏ, cái đời sống nó như vậy, và nó cảm thấy giữa mình với nó là hai thế hệ. Mà không phải ở trong ngoài đời không, mà ngay cả trong chùa cũng vậy. Hồi nhỏ mấy chú nhỏ 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 đó, 6-7 tuổi vô chùa tu là chiều thứ 6 là ôm mền gối lên ngủ la liệt trong phòng Pháp Hòa. Bây giờ kêu đâu ngủ nữa. Thấy không? Thành thử ra mình biết là khi cái tuổi nó lớn rồi á, và được cái giáo dục theo kiểu phương Tây á, là bắt đầu nó sống kiểu khác. Cho nên mình á, cố gắng mình giữ được cái gì mình giữ. Vì vậy cho nên điều thứ hai Đức Phật dạy là phải tu sửa những cái gì đã hư. Điều thứ nhất là Phật nói là phải tìm những cái gì đã mất,
Điều thứ hai là cái gì nó hư thì phải sửa, mà không phải cái gia cảnh, mà chính bản thân mọi người. Thí dụ bây giờ mình biết á, mình nóng, biết mình nóng, mà tại sao không chữa cái tật nóng của mình mà để đổ thừa là tại tôi vậy? Nếu mà tôi cứ như vậy hoài thì ai sống cho nổi? Cho nên cái chữ tôi là vậy được, nó chỉ mới có nhận diện mà chưa chuyển hóa. Nó mới có sám mà nó chưa hối. Hai chữ sám hối. Sám hối là nhận cái sai lầm của mình rồi sửa cái sai lầm đó thì gọi là sám hối. Nếu tôi xin lỗi, tôi bữa hôm tôi giận quá, tôi nói nặng bà, rồi hôm sau cái chứa chất đâu vài bữa nữa, cái nặng thêm cục nữa, thành thử cứ lâu lâu có một cục nặng liền cho người ta không, rồi cái mình sẽ, người ta sẽ hỏi lại, bộ tôi không nặng hả? Không, rồi tôi cũng nặng lắm. Cho nên Đức Phật dạy hai cái điều này. Thứ nhất là cái gì đã mất thì phải phục hưng trở lại, cái gì cũ thì phải biết làm cho nó mới, chữa cái đã cũ. Cho nên cái tật cố hữu của mình á, mà mình cho nó là mình á, không đúng. Vì lúc mình mới sanh ra tới hồi mình thanh niên, mình lớn, mình thiếu nữ, có ai tập cho mình cái đó đâu? Cái đó là do mình huân mà. Pháp Hòa nói ví dụ như hồi mình thanh niên á, mình có thói quen là đi thục bia. Bây giờ mình lớn lên rồi á, mình có vợ có con rồi á, thì cái thục bia đó nó phải được giảm, mà thậm chí không chơi nữa. Tại vì nó không lợi ích cho mình, và đồng thời á, mình không có thì giờ cho gia đình. Và tối ngày mình cứ đi ra mình thục bia hoài thì đâu phải là có gia đình nữa. Rồi nhiều khi mình còn nói tại tôi thích chơi như vậy đó, đâu có được. Mình muốn có một mái gia đình thì nhất định mình phải làm gì để cho cái gia đình đó nó có mặt và nó đúng nghĩa. Bây giờ mình nói ví dụ á, tuần rồi có vài ví dụ á, tại sao mình cứ tìm những cái gì nó thỏa mãn, nó làm vui mình, mà mình quên mình làm cho những người xung quanh cũng vui theo cái. Thí dụ có bà nói mình cầm cái ly nước á, mình cũng kiếm cái chỗ nào cầm để đừng có nóng cái tay, mình cầm cho nó thoải mái để mình uống, nhiêu đó thôi. Vậy mà từng hành động, từng lời nói của mình á, mình không biết cách để mình làm sao cho người kia dễ chịu với cái cách nói và cái cách làm của mình. Chỉ cầm một ly nước uống mà cũng phải dịnh cầm nó như thế nào để đưa ly nước lên thoải mái cho mình, mà lời nói và hành động hàng ngày mình quên mất. Cho nên Phật dạy á, thứ nhất là biết tìm cái đã mất. Thí dụ như cái truyền thống đạo đức trong gia đình mất rồi, bây giờ phải tìm lại. Cho nên Pháp Hòa thấy ở đây á, có gia đình quý đạo hữu đó, nghĩa là không đi làm ở xa thôi, mà hễ đi làm có trở về ở Minh Tân là điều dẫn con cái, nhắc nhở con cái đi chùa. Mà cái điều đó rất là quan trọng. Mà con cái mà bây giờ con ngồi đây với ba với mẹ, thầy biết có những lúc con không có thích là tại vì con vô có thể con không thoải mái, nhưng mà rồi con sẽ rất nhớ những hình ảnh này. Cho nên bây giờ con được hưởng, con cứ hưởng, được hưởng những cái giờ phút bên cạnh cha mẹ, và ngược lại cha mẹ cũng được hưởng những giờ phút bên con cái. Tại vì có thể mai mốt con lớn lên, con có vợ có chồng, và con đi học xa, con làm ăn xa, con không có cơ hội trở về thăm. Mà quý vị biết có những người con rất hiếu thảo, thương nhớ cha mẹ mà không về thăm được. Pháp Hòa nhận rất nhiều những lá thơ tâm sự những cái nỗi niềm, những cái buồn khổ khi xa cha xa mẹ, nhớ cha nhớ mẹ mà không về thăm được. Hoặc có những người nhớ con mà không biết làm sao gặp. Thì ở đây á, mình phục hưng lại những cái gì đã cũ, chỉnh sửa những cái thú vui tình bình thường khi mình còn là một thanh niên, một thiếu nữ. Nhưng mà mình đã có gia đình rồi là nó phải khác. Cũng giống như một cái người ngoài đời chưa đi xuất gia đó, ngoài đời rồi anh muốn sống sao đó tùy anh. Nhưng một khi anh vô chùa anh tu rồi thì nhất định anh phải theo những cái đường lối của một người tu, chứ không thể sống cẩu thả theo cái cách của anh sống được.
Điều thứ ba mà Phật dạy á, là phải biết độ lượng trong việc ăn xài. Đức Phật dạy trong kinh á, đời sống con người của chúng ta, chúng ta phải chia tiền của ra 5 phần. Chi phí cho nhà cửa nè, đúng không? Ăn uống nè, quần áo nè, thuốc men nè, học hành. Rồi bây giờ quý vị kiểm coi Phật nói đúng không? Mỗi một tháng lương của mình ra có phải là mình chi hết cho 5 phần đó không? Có nhiều hơn nữa phải không? Hồi xưa không có bảo hiểm. Thời giờ nếu mà có bảo hiểm, Phật ở đó, thời đó Phật có nói thêm cái bảo hiểm nữa. Thế thành thử ra, thật ra đó, bảo hiểm là cái phụ, nhưng mà hễ mà có cái nhà là phải lo cho nhà, đâu phải trả tiền mortgage mà phải trả tiền bảo hiểm của cái nhà. Giống như chùa mình mà lâu lâu bảo hiểm nó xuống nó hỏi chứ bữa nay chùa có thêm gì không, có thêm chuông trống, có thêm mỏ, thêm kinh gì không, trị giá mỗi thứ trong này là bao nhiêu, nó áp vô đó để làm chi, nó tăng tiền, lỡ mà có cháy nó mới đền, mình không list rồi mai muốn cháy đâu có đền. Cho nên có cái nào là nó khổ theo cái đó. Thành nữ ra Phật mới nói là tiền của mình có là phải chi cho nhà cửa nè, rồi ăn uống nè, giặt rồi rồi ăn uống, rồi quần áo nè. Trời ơi, nội cái quần áo là cũng ghiếp lắm á. Mình có 2 cái chân à, mà giờ mà kiểm ra người nào cũng hơn 10 đôi giày, phải không? Mình có 1 cái thân à, mà kiểm ra giờ cả 100 bộ đồ, mà thậm chí có những bộ đồ chưa bao giờ đụng vô, tại vì nó sale là mua thôi. Mà mua về rồi mình mới thấy trời này đâu biết đâu có cơ hội nào đâu mặc. Thí dụ vậy đó. Cho nên là quần áo rồi thuốc men, người Việt mình là thích xin thuốc lắm, xin thuốc về để đầy tủ vậy đó, hết hạn dục. Như sợ bệnh cho nên lúc nào cũng phải thủ. Phong quà mà đi mỗi lần đi đâu xa là cả bịch thuốc cho nó, nặng gần chết mà cũng phải xách, tại vì có cái tật hay bệnh. Thì bây giờ trở lại Đức Phật nói á, Đức Phật dạy mình đó, tiền của mình có đó, mình chi cho những cái đó. Và mình Phật dạy mình chia tiền ra 4 phần. Một là chi phí cho đời sống hàng ngày, như hồi nãy những thứ mình mới vừa nói. Điều thứ hai là để dành ít, mà bây giờ mình có một cái chương mục nó kêu là saving account đó. Dành tiền trong nhà account chút. Điều thứ ba là giúp người thân. Điều thứ tư là bố thí. Phật dạy mình nó có tiền của chia 4 phần. Một phần lo cho mình vật chất hàng ngày, như là quần áo, thuốc men, nhà cửa, học hành cho con cái. Trích một phần ra bố thí, trích một phần ra giúp đỡ người thân, và một phần cất để dành. Và dù Phật không nói, nhưng mà hầu như chúng ta đã làm như vậy. Và chúng ta làm như vậy thì chúng ta mới thấy rằng Phật ngày xưa đã thấy được những điều này và đã chỉ cho chúng ta cái cách sống. Ngoài cái đạo đức, Đức Phật còn dạy tâm linh, dạy về đời sống vật chất đó. Có một bài kinh Đức Phật dạy rất là hay, là Đức Phật nói rằng á, giữa cái kinh tế gọi là khó khăn, mình gọi bây giờ, nói theo danh từ bây giờ là khủng hoảng kinh tế, thì mình phải làm sao? Phật có nói hết mấy kinh như vậy. Cho nên mình là Phật tử thì giờ của mình đã nghiên cứu kinh sách còn không đủ, thì giờ đâu nữa mà mình đi lo chuyện thị phi, ai tốt ai xấu, ai như thế này thế kia, nó đâu có quan trọng nữa. Người ta tốt mình cũng đâu làm gì được, mà người ta có xấu mình cũng đâu làm gì được. Nếu mình có khả năng giáo hóa thì mình giáo hóa, còn không thì mình lo chuyện của mình. Làm sao giáo hóa tự thân và gia đình mình, phục hưng lại cái gia đình mình mất, làm lại cái cũ của trong gia đình. Chẳng hạn như là cái lễ cúng giỗ trong gia đình đó, cũng quan trọng. Nếu không cúng thường thì mỗi năm ít nhất một lần cúng cuối năm. Rồi cái ngày cuối năm đó, thật ra ông bà không có ở đó ăn cái mâm cơm đó đâu, nhưng mà cái cúng đó là để biểu tượng rằng mình vẫn nhớ tới ông bà tổ tiên, giữ gìn cái gốc rễ. Có một cái em Tây Phương, nó mới ghé chùa cách đây mấy hôm,
Thì bữa đó em mới đi vòng 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 chùa, thì em vô thấy được cái bàn thờ tổ tiên ở phía sau. Không biết làm sao mà tự nhiên em nói Pháp Hòa một câu rất là hay. Em nói: thầy, có phải mình cúng mấy cái này á, người ta đâu có ăn gì đâu, nhưng mà nó giữ lại cái truyền thống, mình nhớ nghĩ tới người người xưa phải không? Nói đúng. Đây là cái truyền thống văn hóa của Á Đông. Và khi đạo Phật du nhập vào bất cứ quốc gia nào mà cái gì hay của cái quốc gia đó, cái truyền thống của quốc gia đó, đạo Phật hội nhập. Cho nên cúng tổ tiên ông bà là truyền thống của Việt Nam, của Á Đông chứ không phải của đạo Phật. Cho nên người nào không theo đạo Phật, không kính Phật, không tin Phật không sao, nhưng mà ông bà tổ tiên mình phải thờ, phải cúng. Chứ không thể nói rằng tôi có niềm tin khác, tôi không cúng quải ông bà, cha mẹ tôi cũng không lại. Và mình đừng quên rằng mình cũng là cha là mẹ. Cho nên khi đạo Phật du nhập vào Việt Nam thì cái truyền thống đó được đạo Phật đưa vào để mà gọi là duy trì. Cho quý vị thấy trong ngôi chùa của Việt Nam, của người Việt đều có bàn thờ ông bà. Ngay ở nhà mình có bàn thờ ông bà. Cho nên mình phục hưng cái cũ, biết tìm lại cái mới, biết chi dụng tài sản tiền của mình có được, mình chi phí trong gia đình. Cái điều thứ tư mà Phật dạy á, là phải đặt đạo đức, đặt cái người đạo đức vào vai trò chủ chốt. Thí dụ như ở trong gia đình mình á, phải có một cái người lãnh đạo. Thí dụ bây giờ mình nghe con cháu mình nó nói chuyện với cha mẹ không được tôn kính, mình phải nhắc: ông đó là ông nội con, bà đó bà nội con phải nói chuyện phải đàng hoàng, con phải nói chuyện như ngang hàng với bạn con được. Nhiều khi nó theo cái cách sống bình thường, nó trả lời một cách ngang vậy đó, mình phải nhắc nó chứ, để cho nó thấy được rằng trong nhà có một người gọi là tối cao đạo đức. Ở Việt Nam mình á, mỗi một lần mà cúng quải gì đó là mình mời một cái người trưởng tộc ra cúng chứ không phải mình, phải không? Cái người đó là lớn tuổi nhất, đạo đức nhất trong cái gia đình mình, là người đó mặc áo dài khăn đóng ra thắp hương cúng. Cũng giống như trong chùa vậy đó, mỗi một lần mà lễ là mình phải thỉnh một cái vị mà lớn nhất trong chùa ra niệm hương, đúng không? Thì đó, quý vị thấy ví dụ như có thầy viện chủ ở nhà mà lễ hàng tuần là mình thỉnh thầy viện chủ nguyện hương. Mặc dù tất cả những cái lễ nghi phía sau là mình làm hết, nhưng mà cái giây phút dâng hương đó là phải là cái người lãnh đạo tối cao đạo đức ở trong cái đạo tràng và hoặc là cái gia đình lúc đó. Còn nếu mà sâu xa hơn nữa đó, là mình phải lấy lời của Phật dạy, lấy cái đạo đức làm cái thềm, làm cái nền tảng đạo đức cho gia đình. Bởi vì sống trong gia đình mà không có một cái luân thường đạo đức thì gia đình nó loạn. Con cái nó muốn nói gì nó nói, muốn chửi mình lúc nào cũng được, nó muốn ăn lúc nào nó ăn không có được. Tức là mình phải làm sao hướng dẫn. Vậy thì các con nhỏ nhỏ đó mà được cha mẹ hướng dẫn, các con đừng có bực, là bởi vì cha mẹ đang tập cho các con trở thành một cái người lãnh đạo sau này. Con có một gia đình trong tương lai thì con cũng phải lo cái gia đình của con cũng phải hướng dẫn gia đình con. Hồi nãy đây nè, có anh Tây Phương, ảnh là người Canada, ảnh là đi về Việt Nam, ảnh làm cái nghề dạy tiếng Anh, thầy giáo dạy tiếng Anh. Thì anh về Việt Nam anh ở bên đó 2 năm, thì anh quen được với cô người Việt, anh mới cưới cô này và bảo lãnh cô này qua đây. Và trong thời gian anh ở đó 2 năm á, ngoài cái việc gọi là đi dạy đó, anh đi chùa. Đi chùa mà nói tiếng Việt. Bây giờ gặp Pháp Hòa nói tiếng Việt không? Rồi ảnh có một đứa con Mỹ, đứa con nhỏ nhỏ nè, năm nay đó là 2-3 tuổi, hồi nãy dẫn lên chùa nè, gặp Pháp Hòa là ảnh chỉ nó chắp tay lại, nói Nam Mô Di Đà Phật, con chào thầy, nói đàng hoàng chứ không phải như đó, người Mỹ đó. Còn Việt Nam mình gặp hai thầy của con hello thầy con, ví dụ không có sao, nhưng mà mình thấy rằng cái hello, cái hai cũng là cái chào rồi, nhưng mà mình
kiểm lại thì mình chưa có một cái bài bản mình hướng dẫn con cháu của mình ở trong cái phạm vi của cái truyền thống. Quý vị biết người Hoa đó không bao giờ để con cái của họ không biết tiếng. Nhỏ nhỏ là đăng ký đi học tiếng Hoa hết. Học tiếng Hoa, viết, nói không bao giờ mất gốc. À, còn người Việt của mình thì hơi lơ là, không có quan tâm con cái tiếng Việt, cũng ở nhà cũng nói tiếng Anh với con luôn. Thành thử lâu ngày rồi bây giờ là các con bây giờ nó không biết tiếng Việt. Rồi khi nó không biết tiếng Việt, nó không hiểu gì hết, nó đi chùa nó thấy chán quá. Đi vô chùa rồi tụng kinh, rồi ngồi nghe ông thầy cũng nói gì đâu không à. Mà trong khi đó bây giờ người Mỹ họ đang trở về, họ đi tìm những cái đẹp của phương Đông. Người Mỹ bây giờ là nghiên cứu phương Đông nhiều lắm nha. Ngày hôm qua có một anh Mỹ đem lên tặng Pháp Hòa một đống sách. Quý vị biết không, trong đó toàn là chữ nghĩa Đức Phật Thích Ca dạy gì nè, Lão Tử nè, những cái sách Lão Tử á, Đạo Khả Đạo Phi Thường Đạo, Danh Khả Danh Phi Thường Danh, mà bây giờ dịch ra tiếng Anh, đem lên ảnh mua ảnh tặng. Và ảnh nói tôi đọc cái này tôi thấy hay, tôi mua tôi tặng. Thì quý vị mới thấy là người Mỹ bây giờ là đi tìm những cái sách vở phương Đông để học. Mà trong cái đó mình có mình không quý. Cho nên mình uổng cái là mình có mình không biết quý. Bây giờ ai muốn đi học tiếng Việt, tiếng Hoa là phải trả tiền ở trong mấy cái trường college, mấy cái trường dạy đó. Mà trong khi đó mình dạy free đâu có học. Có những người phương Tây họ lên chánh điện, họ ngồi ở những cái buổi giảng chỗ khác, họ nghe nói tiếng Việt không. Họ nói với Pháp Hòa, nói tôi ước gì tôi được hiểu một phần nửa của bài giảng thôi tôi cũng hạnh phúc. Vì tôi thấy Phật tử Việt Nam ngồi nghe chăm chú là tôi biết cái bài giảng này nó meaning lắm. Và tôi ước gì tôi hiểu tiếng Việt phân nửa để tôi học thôi. Quý vị thấy không? À, cho nên mà Đức Phật dạy mình bốn điều để làm cho một cái gia đình mình nó còn ở trong cái tốt đẹp. Thứ nhất, biết tìm cái đã mất. Mất cái gì? Thí dụ hồi xưa tại sao ngày nào trong gia đình mình đó cũng ăn cơm với nhau mà bây giờ không có ăn cơm nữa. Ngày xưa tại sao mình nói chuyện với con cái một cách dễ dàng mà bây giờ mình nói với nó mình khổ quá. Có đôi khi muốn nói mà không muốn nói nữa. Đi kiếm mẹ nó nói giùm không à. Bà nói với nó thì tôi muốn nói với nó. Có đó. Vì bữa mình với con nó có một cái khoảng cách và cái sự truyền thông nó không có. Có nhiều khi trong một gia đình với nhau muốn nói gì nhờ hàng xóm nói không à. Phone tới chị bạn, anh bạn nhờ anh nói giùm tôi, chị nói giùm tôi chứ tôi nói không được. Thí dụ vậy. Đó là mình biết là cái truyền thông mình đã mất. Có một cái hôm đó Pháp Hòa đến một cái gia đình để giúp cho cái gia đình đó. Thì cái đứa con á, giữa cha con không có nói chuyện với nhau. Thì Pháp Hòa khuyên riết thì người cha bắt đầu làm hòa lại với con. Thì một hôm đứa nhỏ đó nó nói với Pháp Hòa, nó nói rằng nó nghĩ cha nó đang nói chuyện với nó nhưng mà giả lắm, không có thiệt. Pháp Hòa mới nói con ơi con phải thông cảm, bao nhiêu năm trời cha con không có nói, bây giờ mới bắt đầu nói chuyện lại cũng còn gượng gạo lắm, không phải cha con giả đâu, nhưng mà khó lắm. Thứ nhất, có thể cha còn cái tự ái, tôi là cha nó mà tại sao bây giờ tôi phải đi làm hòa với nó. Có nhiều khi còn một khoảng cách đó nữa. Cha Pháp Hòa nói con phải thông cảm. Bây giờ là ok rồi, bây giờ mọi việc tốt đẹp. Nhưng mà những cái ngày đầu khi cha con bắt đầu nói chuyện với nhau, nó nói he's fake, he's just pretend. Thì Pháp Hòa nói không sao, giống như thầy mới gặp con, thầy cũng pretend là friend với con, friendly với con, thì chưa quen biết gì hết thì cũng phải như vậy. Cho nên mình thông cảm, tìm cái đã mất, chỉnh cái đã hư. À, trong đó là có mình nha. Nhiều khi mình có những cái tật của mình đó, mà mình biết cái đó là cái tật thì mình phải sửa. Vì chỉ khi nào mình sửa được cái tật của mình thì bắt đầu cái bộ máy nó mới chạy tốt.
Không, mà nói ví dụ bây giờ mình may quần áo, lỡ mà cái kim sợi chỉ mà nó kẹt thôi, làm sao may tiếp tục? Cho nên phải làm sao làm cho cái mũi kim nó chạy tốt thì cái máy may mới tốt. Thì trong đời sống hàng ngày gia đình cũng vậy, có những cái nó bế tắc, chúng ta phải làm cho nó thông. Còn về mặt vật chất, có nhiều khi mình phải thông cảm. Mình giúp cho gia đình của mình không, mà mình quên giúp cho gia đình bên kia, người ta không nói ra mà người ta đau khổ lắm. Pháp Hòa nhận được những lá thơ như vậy và đau khổ vì sống trong gia đình mà không có cái sự quan tâm. Tiền có bao nhiêu mình gửi cho một bên mà mình quên giúp một bên. Cho nên nhiều khi Phật dạy mình đó, là giúp cho người thân là Phật thêm để làm gì? Nhớ là phải giúp cho người thân, cả hai bên, cha và mẹ. Quý vị có dịp nào quý vị đọc kinh Thiện Sanh? Quý vị đọc kinh Thiện Sanh, Phật dạy nhiều cái chiều trong đó lắm. Rồi có một hôm mà Phật đi đến nhà của ông Tu Đạt á, nghe người con dâu của ông Tu Đạt ở phía sau nhà mà lớn tiếng mà ồn ào gây gỗ đó. Rồi Đức Phật mới hỏi, ủa ai mà ồn ào nói chuyện lớn? Ông Tu Đạt ổng bẽn lẽn, ông nói dạ bạch Đức Thế Tôn, con dâu của con đó, mà hôm nay nó Đức Thế Tôn tới nhà chơi mà nó lớn tiếng làm con xấu hổ quá. Phật mới nói đừng có lo, đừng có quan tâm cái chuyện đó, thôi để tôi kêu cô ra tôi nói chuyện. Phật mới gọi cô ra và Phật mới dạy cái bài kinh là bảy loại vợ. Nói con nãy giờ con la um sùm ở dưới phải không? Con có muốn nghe bảy loại vợ không? Như Lai sẽ nói cho con nghe, rồi con ngồi lại con bình tâm, con quán chiếu coi con thuộc loại thì vợ nào. Vợ như đầy tớ, vợ như cha mẹ, vợ như boss, thí dụ vậy. Vợ như bạn, vợ như giặc cướp. Bài kinh hay lắm. Quý vị có thể lên mạng Google bấm kinh bảy loại vợ, nó cũng ra. Thì hôm nay nhân cái ngày lễ lễ của cha, Father's Day, rồi nhân lúc Pháp Hòa đọc kinh, thì Pháp Hòa thấy có một cái bài kinh Đức Phật nói cũng liên hệ tới đời sống gia đình. Thì Pháp Hòa xin trích ra đây để làm quà tặng cho đại chúng. Và Đức Phật dạy quý vị nhớ cái tựa của bài kinh: bốn pháp làm hưng thịnh gia đình. Thì trong đó gồm có biết tìm lại cái đã mất, như là đạo đức truyền thống của gia đình. Thứ hai là biết tu sửa cái đã hư, như những cái tật của mình, những cái mà gia đình mình ngày xưa tốt đẹp mà sao bây giờ nó hư, mình sửa lại. Bản thân mỗi người cũng phải cần tu sửa. Điều thứ ba là biết độ lượng trong việc ăn xài tiền của. Điều thứ tư là phải đặt cái người đạo đức vào cái vai trò quan trọng trong gia đình. Hay nói một cách khác là trong gia đình, ngoài đời sống vật chất, phải có tinh thần, phải có đạo đức. Thí dụ như á, là mình dạy con mình mỗi tối đi ngủ xá Phật, lại Phật. Mỗi lần con nó tới chùa, dẫn nó lên lại Phật với mình, đó ăn chút chút vậy thôi, là mình cũng đang gieo vào con cái mình cái mầm móng, cái hạt giống của sự đạo đức. Đọc cái gì hay phải nhớ nói cho con nghe, nhớ nói cho con nó nghe. Hôm nay ba đọc câu chuyện này hay, mình summarize lại, nhiều khi dài quá nó đọc nó không thích đâu, mình tóm tắt câu chuyện trở lại. Cũng giống như Pháp Hòa đọc kinh là Pháp Hòa hay tóm tắt đem ra nói, chứ bây giờ Pháp Hòa mà ngồi đó và đọc cho quý vị nghe, quý vị buồn ngủ lắm. Chứ đọc kinh xong rồi là Pháp Hòa phải lấy cái ý, là Pháp Hòa gom ý nó lại, là Pháp Hòa đạt thành một cái bài nói chuyện. Chứ còn lâu lâu mà đem đọc hết cho quý vị nghe, quý vị mệt lắm, mà không có thì giờ nghe nữa. Thì thôi, thì Pháp Hòa xin thưa đại chúng cái bài kinh như vậy, để tất cả chúng ta cũng có thể nương vào đó học hỏi được ít nhiều ở qua cái bài pháp này.
bốn pháp làm hưng thịnh gia đình. Nhớ là mỗi người chúng ta ai cũng đã có và đã làm mất, và ai cũng có những cái tật, ai cũng có cái tật hết á. Mà cái bây giờ cái quan trọng là mình chỉnh lại cái tật của mình, chứ không thể nào mình nói là tôi là như vậy đó, sống được thì sống, không sống được thì thôi. Như vậy thì ai sống với mình cho nổi? Rồi khi mình bị cô đơn, mình bị cô lập, mình bị cô thế, rồi cuối cùng mình bị cô ma, tức là mình tê liệt, không có người, không có người xung quanh. Chào chúc đại chúng có một cuối tuần vui vẻ, và chiều nay nếu có Father's Day dinner được vui vẻ với gia đình. A Di Đà Phật. Xin thông báo là tuần sau thứ bảy là ngày rằm, phải không? Phải tuần sau đúng ngày rằm không? Tối thứ bảy chúng ta sẽ có lễ sám hối, tụng giới và pháp thoại. Mong đại chúng tranh thủ thứ bảy tuần sau về chùa để dự lễ sám hối và tụng giới luôn. A Di Đà Phật và hồi hướng. Nguyện đem công đức này xả chân chút.